Và giờ cũng đã đến lúc bắt đầu vòng thi đối đầu được mong chờ nhất. Thực ra thì em bổ sung một chút. Em sẽ hành động thay vì nói. Head to Head Challenge, vòng thi được đánh giá là hấp dẫn và gây cấn nhất tại Miss World Việt Nam 2019 với tên gọi Người đẹp truyền thông. Nhằm mang đến sự công tâm và đa dạng, vòng thi sẽ có sự tham gia của hội đồng phóng viên, báo chí với những đề tài tranh biện đầy hấp dẫn dựa trên các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm. 39 thí sinh sẽ chia thành 8 đội cùng nhau tranh biện với sự dẫn dắt của MC Danh Tùng. Xin chào quý vị đến với Head to Head Challenge Miss World Việt Nam 2019. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong phần thi này. Phần thi còn có tên gọi là Người đẹp truyền thông. Phần thi Head to Head Challenge chính thức bắt đầu. 8 đội tham gia bàn luận sôi nổi với 8 đề tài hấp dẫn, thú vị. Những quan điểm ghi đậm dấu ấn cá nhân đã được các thí sinh lần lượt đưa ra, tự tin phản bác, tự tin thuyết phục. Vẻ đẹp nhân văn lại là sự hòa trộn giữa cái chung và cái riêng. Tức là nó không phải chỉ là một cái nét đẹp mà tất cả mọi người hướng đến, mà nó còn là một cái điểm đặc biệt để chúng ta có thể nhận diện ra cái bản sắc của mỗi người. Cô gái thực sự xinh đẹp là họ hội tụ, không chỉ họ có nhan sắc mà hội tụ cả về tài năng, trí tuệ và đạo đức. Người phụ nữ có giá trị tốt đẹp nhất đó là họ có bản lĩnh để làm theo tiếng gọi của con tim và cất tiếng nói cho bản thân mình để làm những điều tốt nhất cho cộng đồng. Bên cạnh những câu trả lời chuẩn mực, vẫn có nhiều ý kiến mới lạ, táo bạo, cho thấy những góc nhìn đa chiều, khách quan trước các vấn đề nóng của xã hội. Nghĩ là hiện nay thì bình đẳng giới nó không chỉ là giữa nam và nữ nữa, mà nó còn liên quan đến người song tính, dị tính, đồng tính và cả chuyển giới. Em nghĩ là giới tính gì thì nó không quan trọng, bằng cái việc là mình phải tôn trọng lẫn nhau để người mà có giới tính khác so với số đông còn lại, người ta có thể tự tin là chính bản thân họ và họ có thể công khai giới tính của mình, họ có cơ hội, mọi người đều có cơ hội để phát triển như nhau. Nếu như mà nói là để phá hủy một mối quan hệ thì có lẽ là do cái cách mà mình sử dụng mạng xã hội, chứ không phải là do cái mạng xã hội bản thân nó phá hủy mối quan hệ. Khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều mạng xã hội và quên đi việc là phải kết nối với người thân của mình, kết nối với thế giới bên ngoài và quên đi những cái giá trị thực, thì khi đó là cái mạng xã hội nó như là một con dao, nó đang đem lại những cái sự tiêu cực và những cái điều xấu đến với bản thân mình. Danh xưng hoa hậu, danh hiệu hoa hậu thật sự có ý nghĩa và có giá trị khi mà được pháp luật công nhận, hành trang pháp lý đảm bảo và các thí sinh cần phải truyền tải được những giá trị nhân văn của cuộc thi đến với công chúng trong nước cũng như là quốc tế. Đối với phần thể hiện của các bạn trong nhóm thì em cực kỳ ấn tượng với phần trả lời của bé Ngọc Thoa, là một cô gái của Đại học An ninh, bởi vì bé đưa ra những lập luận rất là mang đậm cái bản chất của tính cách của em ấy và nó khá là thú vị. Bản thân các thí sinh tham gia Head to Head Challenge không chỉ thử thách vốn hiểu biết của bản thân mà còn là cơ hội học hỏi và hiểu thêm về những người bạn bên cạnh. Em mong là em hạnh phúc. Em muốn trở thành một người con gái hạnh phúc, bởi vì khi hạnh phúc thì cái nụ cười, cái thần thái của cái người con gái hạnh phúc nó rất là đẹp. Có một lần ấy thì em đi về thì em cảm thấy có một cô đó dắt theo một cụ bà, nhưng mà bà kiểu như rất là ốm yếu, rất là giống như bà ngoại của em ấy, thì em cảm thấy rất là thương. Nhưng mà hai người thì cứ, cái cô đó thì cứ ngồi với một đống đồ, còn bà thì nằm ở trên đường ấy. Lúc đó em cũng trễ giờ rồi, em đã chạy đi rồi, nhưng mà lương tâm em thì không cho phép. Em đã đi mua một gói thức ăn và sau đó em quay trở lại phải cho một ít tiền. Sau khi trải qua phần thi Head to Head Challenge cùng với những bạn trong nhóm thì cũng phần nào giúp Điệp hiểu hơn tính cách của các bạn.
Và mỗi người thì có một cách thể hiện riêng, một quan điểm riêng và một cái tính riêng. Và cách mà anh MC Danh Tùng khi mà anh ấy nói chuyện cũng tạo được cái cảm giác thoải mái cho bọn mình, thì cũng làm cho mình cảm thấy là thoải mái hơn và cảm thấy đỡ áp lực hơn. Head to Head Challenge, phần thi đối đầu đầy hấp dẫn, đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Tất cả cùng đang chờ đợi tìm ra cô gái bản lĩnh nhất, người sẽ chinh phục được hội đồng báo chí và ban giám khảo để ghi tên mình vào top 25 chung cuộc. Ngay sau vòng thi Head to Head Challenge, các cô gái xinh đẹp tiếp tục tập luyện hăng say, chuẩn bị cho các vòng thi phụ hấp dẫn tiếp theo. Tự tin, thần thái với bài tập catwalk, năng động, khỏe khoắn với đồng diễn tập thể. Bản thân mình về tập nhảy hay là catwalk đều có những cái sự tiến bộ rất là rõ rệt. Và sắp tới thì mình và các bạn đang cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để có sự thể hiện tốt nhất. Chung kết lần này thì hội tụ toàn là những cô gái rất là năng động thôi. Tuy nhiên là trong đó cũng có vài cô gái rất là yếu về phần vũ đạo, nhưng mà cái sức tập trung và cái sự tiếp thu của các bạn dần càng tiến bộ hơn. Vì chúng ta đang có một sân khấu rất là hoành tráng, rất là đẹp, và đứng ở vị trí nào các bạn cũng có thể tỏa sáng. Vì vậy cho nên là hãy thật tự tin, cố gắng để làm hết sức hết mình và tỏa sáng trên sân khấu chung kết của Miss World năm nay nha. Song song với các hoạt động đồng hành tại Coco Bay, sân khấu chung kết Miss World Việt Nam cũng đang ráo riết thi công cho kịp tiến độ. Ngay khi sân khấu hoàn thành, các thí sinh cũng tranh thủ tập luyện bất kể nắng mưa, thể hiện tinh thần quyết tâm cho chặng đua cuối cùng. Tất cả sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo của chương trình Đồng hành cùng Miss World Việt Nam 2019, phát sóng vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 trên kênh YouTube Miss World Việt Nam.